Cổ Lực Na chất phản hồi về trang phục lộ nội y gây tranh cãi. Người đẹp Tân Cương cho rằng cô không mặc phản cảm hay có vẻ ngoài gây lố như những bình phẩm công kích trên mạng xã hội. Ngày 29 tháng 4, Sina đưa tin Cổ Lực Na chất vướng phải lùm xùm trang phục. Mới đây, nữ diễn viên mặc quần lộ nội y xuống phố. Phong cách này khiến mỹ nhân Tân Cương gặp không ít bình luận tiêu cực từ khán giả. Trước ý kiến trái chiều, Cổ Lực Na chat đưa ra phản hồi chính thức. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải ảnh bản thân mặc bộ quần áo đang là tâm điểm tranh cãi. Người đẹp sinh năm 1992 cho biết cô cảm thấy trang phục của mình không có vấn đề. Tôi không thấy mình sai chỗ nào khi mặc như vậy. Tôi cũng muốn nói rằng chúng ta, nhất là phụ nữ, đừng sợ. Hãy mặc những gì mà bản thân muốn, Cổ Lực Na chat chia sẻ. Việc mặc chiếc quần lộ dây nội y của thương hiệu Alexander Wang khiến Cổ Lực Na chat rơi vào vòng xoáy tranh cãi từ tối ngày 28 tháng 4. Bên cạnh những lời khen về cách ăn mặc gợi cảm, nữ diễn viên cũng nhận không ít lời chỉ trích. Nhiều người nói cách phối đồ cố tình khoe đồ lót của Cổ Lực Na chat phản cảm, không phù hợp để đến nơi công cộng. Thực tế, người đẹp Tân Cương chỉ đang bắt kịp xu hướng của thế giới. Đó là một visible underwear, đồ nội y lộ ra ngoài. Ở showbiz Trung Quốc, Cổ Lực Na chat là nghệ sĩ đầu tiên diện đồ theo phong cách này. Do không phổ biến ở xứ tỷ dân cũng như những khác biệt văn hóa so với phương Tây, QQ cho rằng việc nữ diễn viên vấp phải phản ứng trái chiều là không có gì lạ. Cổ Lực Na chat sinh năm 1992 là mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Cô theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm. Người đẹp luôn được đánh giá cao về nhan sắc và gu thời trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Những bộ phim đáng chú ý của Cổ Lực Na chat có Chuyện Cảnh Sát 2013, Vô Lại Anh Hùng, Toàn Thành Truy Nã, Chia Tay Đại Sư, Tam Quốc Vô Song, Trạch Thiên Ký, Võ Thần Triệu Tử Long. Hiện, người đẹp quay phim điện ảnh Thần Thoại 2, hợp tác cùng Thành Long, Bành Tiểu Nhiễm. Cổ Lực Na chat vướng phải nhiều scandal đời tư. Cô ba lần bị phát tán clip nhạy cảm với bạn trai cũ lên mạng xã hội. Năm 2022, danh tiếng sao nữ bị ảnh hưởng vì vướng vào cuộc tình tay ba với nam diễn viên Từ Khai Xính và đàn chị Trương Thiên Ái.